Lực lượng an ninh Campuchia ngày 23 tháng 10 dẹp một cuộc biểu tình nhỏ gần tòa đại sứ Trung Quốc, phản đối kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh tại nước này. Một số người biểu tình bị cảnh sát bắt để thẩm vấn. Sau cuộc chạm trán ngắn, ba người biểu tình bị an ninh lôi lên một xe cảnh sát gần đó, theo truyền thông địa phương và nhân chứng của Reuters cho biết. Một số người biểu tình vẫy cờ Campuchia và chụp hình lực lượng cảnh sát tại hiện trường. Trong lúc, một nhân viên cảnh sát dùng loa phóng thanh ra lệnh cho nhóm này phải giải tán trong vòng 5 phút. Chính phủ Campuchia nhiều lần phủ nhận tin Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận bí mật để đóng quân tại căn cứ hải quân Ram. Chính phủ nói cho lực lượng nước ngoài đồn trú là vi phạm hiến pháp Campuchia. Phát ngôn viên cảnh sát Phnom Penh Sansok Seha nói, những người bị bắt để thẩm vấn vì cuộc biểu tình không được phép. Cuộc biểu tình ngày 23 tháng 10 nằm trong khuôn khổ của một cuộc biểu tình rộng lớn hơn được tổ chức bởi Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP đối lập đã bị giải tán nhằm đánh dấu 29 năm Hiệp định Hòa bình Paris chấm dứt cuộc nội chiến Campuchia, theo lời cựu phó chủ tịch đảng CNRP Mu Sochua cho biết.